EKG. Ủa sách cho một dòng kiểm tài xin à? EKG á hả? Ủa chưa được 30多块. Bây giờ 30多块, không biết bữa nay ngày gì mà đông dữ thằng đông. Táo tàu, mình rất là thích ăn táo tàu cả nhà ơi. Một hộp là 10 đồng gử là cỡ 5-6 ngàn tiền Việt Nam. Mình thích ăn táo tàu lắm. Thường thì mình mua táo tàu khô về mình ăn. Còn ở đây là sung nè, sung Mỹ á cả nhà. Một hộp là 17 đồng 9. 17 đồng 9 là cỡ gần 20 ngàn tiền Việt Nam á. Chưa tới 20. Ý 7 nói 7 rồi. Gần 100 ngàn tiền Việt Nam. Mà nó nhầm là gần 20. Tôi sẽ nói. Bây giờ. Cho trùng á, tha xèo ly vô nào. Ủa? Lý hả? Lý chế đi hãy dù chị ly phiển cùa, phiển cùa mấy dù. Bơ nè cả nhà. Có bơ nữa nè. Bơ ở đây á, không có ngon. Giống như bơ Việt Nam mình đâu, nhưng mà mắc lắm. Ba trái là 14 đồng. 14 đồng mà tương đương với lại khoảng 7 mấy ngàn tiền Việt Nam á, hơn 70 ngàn á. Thường á thì mình ít mua trái cây ở đây lắm, tại vì trái cây ở đây nó bán mắc hơn ở ngoài cả nhà. Tại vì trong đây là siêu thị mà. Cái này là nho mẫu đơn nè. Cái này là cũng như là nho mẫu đơn luôn. Ờ, chỉ trong. Chỉ trong chỉ đồ. Chưa. Nãy hơn. Một hộp này là 17 đồng 9 là gần 100 ngàn á cả nhà. Mình sẽ mua lê cả nhà. Lê này mình sẽ mua về cả nhà biết gì không? Để mình nấu nước mát. Lấy một trái. Lê này thì nó ăn nó ngọt, nó ngon hơn. Nó muốn hư rồi cha nội ơi. Bị người ta lựa bấy nhạy hết trơn rồi. Đi ly hả? Để một trái để nấu nước uống cả nhà ơi. Đi. Hả? Đây trái cây thì nó vô bịch như nè. Cái loại này vô bịch thì nó rẻ hơn. Cho bao á hả? Hôm nay mua toàn là trái cây không mà cha nội ơi. Bây giờ tới mùa nhãn nè cả nhà. Ở bên đây tới mùa ăn trái cây theo mùa. Đông, cưng, mài chen, mua gừng. Nhìn thấy gừng mới nhớ nhà mình hết gừng rồi.
này sao không biết, không biết sao không để bảng giá, không để bảng giá mình đi coi miêu xẻ che xẻ. Ồ, cái hộp này là 3 đồng san khoai y cho. Hôm nay quá trời đông người luôn cả nhà ơi. Hồi nãy đi siêu thị bên Miss Perry nhưng mà đông quá mình trở lại, mình không có đi, mình đi qua siêu thị này. Khu này là khu sữa chua, sữa đây là bán xúc xích nè cả nhà, lạp sớm, lạp sớm. Còn đây là cái khu bán rượu. Mình rất là thích ăn cái loại cơm cuộn mà rong biển này nè cả nhà. Nì dao mà. Nì bùi dao hả? Nì bùi dao. Chưa nãy cơ chơi cơ vì sao bị che lì mỹ vô nè, ăn cái loại mấy cái loại này không có ngon, ăn cái loại rong biển này nè mình mê lắm, mình mê ăn cái loại rong biển này lắm. Cái này là cơm phặn nè cả nhà. Ở đây bán qua 8 giờ đó, thì sushi bán giảm giá 30%, nhưng mà chưa có qua 8 giờ bán giá bình thường. Tôi ở trong, ở trong họ đang làm á cả nhà, đang làm sushi. Cái này ngon à. Họ đang chiên gà kìa cả nhà. Mình thích ăn cái này. Ý, cái loại mè. Cái loại mè này nè mình thích ăn. Nhưng mà mấy cái này mình không có thích. Vô khu này là cái gì cũng muốn lấy hết á, không biết lấy cái gì trời. Nó họ bán muốn hết rồi. La treo á, hồi xuyên cha hot dog hay sushi chăng. Nãy mình vô không có ai trơn, cái tới chừng mình lấy cái nhóc cho người lấy. Ở đây cơm phặn á, họ làm nhìn cũng hấp dẫn lắm rồi cả nhà. Còn đây là gà quay nè,
Nhà quay, họ quay xong họ để vô trong bịch nè. Thôi đi tính tiền. Ở bên đây á, người ta hả vô quán ngồi ăn cũng quá trời luôn cả nhà. Nhưng mà mình tiêm đủ 2 mũi vaccine họ mới cho mình vô ngồi ăn nha. Đứng xếp hàng từ hồi nãy tới giờ, giờ mới tới lượt chồng của mình đó cả nhà. Trả tiền xong rồi gì à, đông quá trời đông luôn. Mình đi đâu á, đông quá mình cũng sợ gì cho chắc ăn. Vô đây lấy ổn mày à, không biết có ai giống Nguyên không ha. Vô quầy bán bánh mì ha, là cái gì cũng muốn mua hết á. Nhưng mà nhớ lại mới suy nghĩ lại, trời dạo này lên ký dữ lắm, ngồi phải giảm cân, phải giảm cân. Cho nên Nguyên nhất định là không mua, là không mua đó cả nhà. Nhưng mà nhìn á, chịu không nổi, cái món nào cũng thấy thèm hết á. Tại vì mình mê bánh mì dữ lắm, mê luôn. Nhưng mà sợ lắm, sợ mập lắm cả nhà ơi. Cho nên Nguyên không dám coi nhiều luôn á. Quá trời đông người luôn cả nhà ơi. Khô cổ họng luôn. Đi bên phía siêu thị Miss Berry á, đông nghẹt trơn á. Gì à? Rồi qua siêu thị này. Tại vì nhà mình hết trái cây rồi cả nhà. Hết trái cây à, mua vô trong đây mua trái cây với lại mua bánh mì á, để đi làm ăn chứ không gì. Mà đông quá trời đông luôn, trời ơi. Tại bây giờ bên Malaysia đó dịch bệnh nó giảm á cả nhà, cho nên hả nhà nước á mình đeo cái miếng mặt nạ đó, cái mặt che á cả nhà, đeo mà có lặn luôn. Nhà nước giãn cách xã hội cả nhà. Trời ơi nó đông giả mang, đông người à. Giờ gì cả nhà ơi, khô cổ họng, bữa nào quên đem theo chai nước. Thường á, hai chồng mình đi á, là đem theo chai nước để uống cả nhà, mà bữa nay đi gấp quá quên luôn cả nhà. Khô cổ họng à, thì à, thôi video của Nguyên đến đây kết thúc cả nhà. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Bye bye.